Chào anh chị và mọi người, để tiếp tục cho video trước thì em sẵn là hướng dẫn cách chỉnh dừa con dừa bò. Thì chúng ta lắc cho lắc nó chạy rồi chúng ta quay kim chỉnh dừa. Em mở búa nó chưa hết rồi. Nãy giờ 15 phút. Lỗ này với chúng ta quay kim 15 phút thôi nha. Con này của Đức ông rất là hay. Quay rồi nghe anh điểm chuông mấy giờ chúng ta chỉnh phim giờ. Chính là chúng ta nhớ đè nhẹ kim dời cái cốt vô chút xíu, nhiều khi nó tuột ra nhẹ thôi. Rồi chúng ta coi chúng ta mấy giờ chúng ta chỉnh theo ý chúng ta, quay từ từ 15 phút. Nếu bây giờ hiện tại là 3 giờ thì chúng ta quay tới, còn nếu sớm thì chúng ta để tới số giờ đó rồi chúng ta cho nó chạy. Quay như vậy tới số giờ mà nó chỉnh thì nó hơi lâu thôi. Chỉnh giờ này mình quay tự do được nha. Quá phim phút rồi phải quay tới 15 phút thôi. Cảm ơn chị đã xem video. Anh chị có thích thì nhấn nút chia sẻ giúp em. Dạ, cảm ơn.